Hello các bạn, mình đã đang ở ngay cái cầu ngay trung tâm của thành phố Dublin nè các bạn. Quay xe cho các bạn xem. Thành phố này nằm ngay bờ sông, khá là đẹp các bạn. Thì hôm nay chiếc chuyến tiền mình ghé vô Dublin, là thủ đô của quốc gia Ireland. Ở đây thì khá nhiều mấy cái quán bar, gọi cái pub. Nếu mà bạn nào đam mê uống bia, uống rượu thì vô đây thưởng thức những cái bar, những cái bia của họ khá nổi tiếng bên Anh nữa. Thì Dublin này là thủ đô của Ireland. Du khách về đây khá nhiều nè, ngay trung tâm sáng sớm. Thành phố này thì đẹp, mấy người ở đây cũng lịch sự lắm. Mình đi cái train từ cái port vào đây chừng khoảng 15 phút đi cái train, thì khá tiện nghi các bạn, cũng rẻ thôi, 5 euro để đi vào được trung tâm thành phố nè. Còn phương tiện dễ dàng đi nữa thì các bạn sẽ đi những cái chiếc xe gọi hop on hop off bus á, cái double deck bus, để đi tham quan thành phố. Mình không nhớ là bao nhiêu tiền nhưng mà cũng khá nhiều. Ở đây người ta đứng người ta bán nhiều lắm. Nếu mà các bạn muốn đi những cái hop on hop off bus. Rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem và các bạn theo chân mình nha, để đi xem thành phố này còn gì nữa. Ở ngay đây thì có cái tượng đài nè. Cái con đường này là con đường chính của thành phố, cho nên khá nhiều kinh doanh, nhà hàng. Giờ đây có cái tiệm sushi nè, rồi mấy viện bảo tàng nằm sát ở đây luôn, mấy cái siêu thị, hotel. Bên Anh người ta lái xe bên tay phải thì các bạn nên cẩn thận khi qua đường, mình phải lúc nào phải nhìn ngược cái chiều lái của anh ta, chứ nếu không dễ bị tai nạn. Ở đây nè, ở đây người ta lái xe ngược đường á, thì mỗi lần khi nào các bạn qua đường á, các bạn nên để lúc người ta để look right nè, mình phải nhìn bên tay phải nha. Thì người ta cho lái xe ngược chiều với mình. Ở đây có tượng đài cao quá trời. Và bên đây là cái Irish History Museum, viện bảo tàng. Nếu mà các bạn ít thời gian thì các bạn chỉ đi cần bỏ thời gian đi ra những cái con đường chính này là các bạn sẽ tham quan được hết cái thành phố của Dublin. Còn nhiều người ta du khách vô đây người ta đi bo nhiều, đi viện bảo tàng. Ở đây có cái garden, cái tượng đài, hồ nước nè. Cái này là tượng đài của thành phố và dựng lên. Ở đây có cái tượng đài này các bạn, có hình mấy con hạc và mấy người gục ngã trong cái garden này. Và thành phố này cũng khá nhiều mấy cái casino nè các bạn. Đó, họ để máy nữa, không biết mình có vô được không nhau, mà mình sẽ quay xe cho các bạn xem thôi. Ở đây nè, đó casino nè,
nên không mấy cho người ta chơi mình không được vô. Con đường này khá vui các bạn, đông người ta không cho xe trong đây, chỉ có xe mà delivery thôi. Oh. Ở đây có tiệm Hotel Chocolate. Có cái tên nó gọi là Hotel Chocolate nè. Họ để chocolate nè các bạn. Dòng nhìn giống như mấy cái đồ make up. Happy birthday Hotel Chocolate. Họ làm cái mấy cái package mấy cái gói đó khá đẹp ghê. Bây giờ 11 giờ sáng mà du khách đồ. Con đường này vui quá, đông quá trời luôn. Con này khu shopping. Dọc đây toàn bộ là trong phố này toàn bộ là những cái khu trung tâm thương mại. Shopping. Hầu như thương hiệu nào cũng có ở đây hết. Ở đây thì có tiệm mấy cái tiệm bán ngoài trời nè. Mấy cái bucket này các bạn, một bó luôn á. Đủ loại người ta mix cho trong màu trong đây nè. Ta để là đủ loại. Có 5 euro nha. 5 đồng euro thì chừng khoảng 5 đồng rưỡi tiền đô Mỹ. Mấy cái bông nè. Mix boutique. Strawberry có 2. Một hộp strawberry này có 2 euro. Khá rẻ các bạn. Nè, một bịch này 250 gram. 8 trái chuối 2 euro. Chơi blueberry nè các bạn. 3 hộp luôn. Thì có 5 euro à. Trái Việt, nó gọi là trái Việt quốc, Việt quốc các bạn. Trái này gọi là trái Việt quốc. Blueberry. Năm cái 3 hộp là 5 euro. Quýt cũng 2 euro. 6 trái bom 1 euro à. 8 trái bom 1 euro. Trái này trái mận á. Cũng là 8 trái 1 euro, khá rẻ các bạn. Coi nè, ở đây nè các bạn, 10 trái apple gala luôn, có 1 euro à. Khá rẻ quá. Ừ. Cái bell pepper này nè, 3 cái, có 2 euro à. Ở bên Maryland mình á, thì là mình mua là chừng khoảng 1 đồng, đồng rưỡi một cái bell pepper. Mà đây 3 cái có 2 euro à. Nha, củ dền nè. Củ hành. Dọc đây người ta bán trái cây ngoài trời. Cuộc sống đây cũng không có mắc mỏi lắm. Đồ ăn đây thấy khá rẻ và trái cây đều có vẻ rẻ. Trời nè, trái Việt quốc nè, blueberry nè. Có 1 euro à. 1 box hả, 1 euro. Ở đây có tiệm bánh nè các bạn, mình mua cái này là chicken. Cái này chicken luôn. Cái này là bánh quiche á. Trứng. Còn mấy cái này pepperoni. Yeah, thank you. Thì 2 euro. Một cái. Mình mua 2 euro rưỡi một cái. Thì mình vô đây ngay cái chợ nè, mình vô ăn thử cái bánh này ra là gì. Thì ở đây có hỏi mình ăn với ketchup hay là ăn mayonnaise. Cái này là các bạn, cái bánh này nè, ở ngoài này có mè và bên trong là thịt gà. Nhìn chung nhau.
cái bánh này giống như là gà chăm bông, bánh bao nướng chăm bông đó các bạn, thịt gà bên trong khá là ngon. Còn cái bánh này á, cái bánh này thì cũng là thịt gà luôn, bên trong nó do cái thịt người ta làm rơ rơ sợi sợi, ta đánh sợi sợi ra giống như chăm bông vậy á, thịt gà. Còn ngoài giống như kho tây á, người ta đem ta vắt lại rồi người ta đi chiên ở ngoài, nó giòn bên ngoài. Hai cái bánh này khá ngon, bánh ăn được ngon. Cái bột nó ngòi giòn giống như mình ăn cái bánh này tưởng tượng như trong điểm sắm á, nhà hàng điểm sắm của người Trung Hoa, người ta làm cái bánh này giống như bánh rế, bánh ngòi các bạn, nó giòn giòn, người ta chiên giòn ngòi. Rồi mình sẽ đi vòng vòng quay nữa coi có gì nào thú vị ở đây nha các bạn. Mình ăn hết này. Cái bánh tên gì ta? Cái này nó có cái tên là Kohagate gì đó. Cái tên đó đây nè. Đó, cái bánh mình mới ăn á. Cái bánh mình mới ăn á, các bạn, có cái tên là Koshiha. Và cái bánh thịt gà người ta xé sợi nè. Và cái bánh này là của người Brazil nha, Brazil, chứ không phải là của Auslan. Cô này thì dân du khách và địa phương cũng có thấy khá nhiều. Mấy người hôm lịch cũng nhiều các bạn. Dọc dọc đây thì vui. Mới sáng sớm thì quá đông người. Hôm nay là thứ ba đầu tuần. Qua đây nè, ừ. Cái cầu này á, thì là con đường đi qua bên cái gọi là Temple Bar. Khu này là khu bar nổi tiếng. Và các bạn trẻ hay từng đến đây. Mấy bạn trẻ hay đến đây để mà chụp hình selfie á. Cái này có cái tên gọi là Halfpenny Bridge. Cái cầu này có cái tên là Halfpenny Bridge. Màu họ làm đẹp. Và đây là con đường để đi qua cái khu gọi là Temple Bar, qua đây nhiều nhà hàng bar. Ở đây mình có thể thấy được bên thủ đô bên đó đấy, quay qua thành phố bên thành phố Dublin. Sát cái bờ sông người ta đang ngồi chơi. Dọc dọc thành phố là cái sông rồi nè. Khu này là du khách nhiều, ai cũng đổ vào đây, cái khu Temple Bar này. Nhưng mà khu này á, là nó over high, là nó quá nhiều du khách cho nên nó dễ bị chém lắm. Các bạn vô đây uống bia rồi sẽ bị chém, vì du khách quá khá nhiều, ai cũng đổ vào đây xem tham quan, ăn uống vui chơi. Đây mấy cái shop nhỏ nhỏ không à? Mấy cái tiệm ăn nè.
đi tìm bánh veggie. Đây cái bánh này traditional steak and ale, chicken and mush. Pastry, tìm pastry. Cái khu này vui lắm các bạn. Tiếc rằng mình không ở qua đêm, nhưng mà khu này thì là nơi điểm du lịch nổi tiếng của Dublin. Đây nè, bên tay trái của mình ở trước mặt đó là cái gọi là Temple Bar. Trong đây thì do bạn uống bia, ăn chip and fish, rồi người ta chơi góp ban nhạc, góp ban. Đây thì mấy cái tiệm souvenir. Đây là bán đồ hả? Đó bán đồ, bên này cái bar. Đó cái bar này nè, thành thờ trang trí bên ngoài rực rỡ đẹp. Có mà live ban nhạc, có ban nhạc chơi trực tiếp mỗi ngày. Gọi là Temple Bar. Đúng rồi, xưa mình đứng chụp hình ở đây. Ừ. Vô trong quay cái liền cái. Thì bên trong này đông lắm. Du khách nè. Mình phải đợi bàn trong đây nha. Đó. Bò này lớn lắm các bạn. Quá trời bò. Hello. Du khách đến đây á, nhà cứng luôn trong đây luôn, đông quá trời. Ở đây mấy cái anh phục vụ phải đeo luôn cái iPad để lấy order, đông đông du khách lắm, rượu quá trời nè, quá trời rượu luôn. Đây là điểm du lịch rất nổi tiếng. Các bạn mà muốn thử trải nghiệm thì đến đây. Đúng là cũng có ban nhạc chơi. Anh chơi nhạc Irish, Irish. Nhạc cũng người Irish. Người ta dán mấy cái mấy này trên tường quá trời. Không. Temple nó có từ 1840. Là build 17th century ông này build cái bò này. Thì hả? Bò này tại sao? Cái ông Sir William Temple từ 1555, ông sinh từ 1500. Ông sinh 1555 cho đến bà ông mất thì 1627. Và cái bo này nó có từ thế kỷ 17 rồi nha các bạn. Ở đây người ta để cái bo này đã có từ thời thế kỷ 17. Và người ta để đây cái tấm lưu niệm của ông nè. Nè, dọc dọc theo cái bar nè các bạn, người ta trang trí đẹp lắm, nhiều màu, nhiều tông màu đỏ, đông lắm các bạn. Vô đây các bạn sẽ đợi lâu để mà thưởng thức cái trong bar này, uống rượu. Dọc khu này là bo nhiều nha.
Ở đây có tiệm whisky. Các bạn đến Dublin đó thì cái khu Temple này là cái khu đáng để đến đi thăm viếng, vui chơi, ăn uống rượu, bò. Nhiều nhà hàng, nhiều quán ăn nè, pizza, ở đây có tiệm pizza. The Old Stone House. Này dùng cái tiệm này cái bar luôn và có cái ban nhạc nữa. Bên kia là cái cầu nãy mình mới đi qua các bạn, cái cầu màu trắng. Ở đây world famous fish and chip. Eat in or take away. Anh đang cầm cái bảng nổi tiếng gọi là fish and chip. Thì cá Hà Lan bột chiên với lại kho tây á. Tasty pie available. Thì ở đây cái tiệm này nổi tiếng các bạn. Đồ ăn ở đây người ta uống bia nhiều cho nên ta còn ăn những cái món ăn nó có đậu chiên, salad, main spicy wing. Ở đây thì cái món gọi là bia fish and chip á là gần 24 euro, đồng euro. Đây thì khoảng 25 đô cái phần ăn ở đây. World famous fish and chip. Cho nên cái giá tiền cũng khá đắt. Thôi bây giờ mình đi mình ở trên chiếc du thuyền 7 ngày rồi các bạn, thì mình sẽ vào nhà hàng Việt Nam. Mình ăn trưa, mình muốn ăn một món ăn đồ Việt Nam cho nó đậm đà. Mình ăn đồ Mỹ cả tuần lễ rồi. Và mình đang đợi cái tiệm Việt Nam mở cửa. Ở đây mấy cái xe bus 2 tầng này các bạn, nhiều lắm, chạy đầy đường luôn. Đường xá bên đây hơi chật á. Bên Anh cũng vậy, đường xá nó không được rộng rãi cho nên họ phải làm những cái xe bus 2 tầng cho cái phương tiện nó khỏi bất kẹt xe. Và ở đây các bạn mấy cái ở đây nổi tiếng nhất là cái bia là Guinness đó. Nếu các bạn nào thích cái bia đó thì đến đây nên thử. Mình là người lại không thích bia, mình có thể uống rượu đỏ, uống rượu mạnh, uống mấy cái rượu whisky được, nhưng mà mình lại không thích bia, cho nên mình không có nói được cho các bạn biết là nó ra sao. Ở đây có mấy cái shop bán bông, đủ loại bông đẹp quá. Khoảng nhiều bông hồng, đủ loại bông hồng quá. Từ đây qua train station bắt xe. Trước mặt mình á, du khách quá trời. Hàng hiệu, đồ đồng hồ, tiệm đồng hồ nữa. Trong đây là cái khu của chính phủ, mình không được vào. Oh, National. Welcome to National Library of Iceland. Ireland. Ở đây là cái thư viện nè. Trong đây là cái thư viện. Welcome to National Library of Iceland. Thì mình quay sơ cho các bạn xem cái trong đây cái thư viện nó đẹp như thế nào. Cái thư viện nó ra sao. Cái building nó xây bên ngoài này tròn.
entry. Push to open. Cái thư viện khá đẹp. Mình đã đặt cái mẫu có thư viện. Cái building của cái thư viện nè, cái nhà thư viện mẫu. Wow, làm chi tiết bằng mấy cái đồ Lego các bạn. Đó, mấy người ta sắp bằng mấy cái con Lego của cái thư viện nè. Wow, ngầu quá. Chi tiết chứ sao luôn. Làm đẹp quá. Bạn nào mê mấy cái đồ Lego á, họ làm cái project này để cho mình coi. Wow, còn những cái cây kiển kìa các bạn, họ làm bằng Lego hết á, những cái miếng Lego xếp lại, độc đáo quá các bạn. Wow, chi tiết quá. Không, hầu như không thiếu cái gì hết. Wow, cái kiến trúc nè. Họ làm mấy cái cầu thang, mấy hoa văn. Thư viện quá đẹp bắt mắt. Coi cửa sổ nè. Họ trang trí cái cửa sổ bằng kính. Wow. Cầu thang làm bằng đá marble luôn nè, đá hoa cương. Đây là cái thư viện công cộng. Wow, coi cái bồn ở trên này các bạn, cái thư viện. Làm cái vòm. Trên tường là cửa kính nè, họ trang trí mấy cái cửa kính. Họ vẽ mấy hoa văn. Và cái station mình đi về lại bến tàu các bạn. Mình sau khi trong thành phố mình đi mình đến cái đường cái station gọi là Pershing Station để mình đi về lại cái bến du thuyền của mình, và mình trả 5 euro mình mua ticket vào sáng mình đi thì cái đó mình được sử dụng đi 2 chiều nha các bạn. Mình phải cần đi về lại cái One đi, mình cần đi về lại cái Line One để đi về cái bến du thuyền. Rồi mình về lại cái bến tàu gọi là Dunlohen nữa các bạn. Từ Dunlohen nè, mình đi về đến cái Pershing Station là nơi cái đảo theo trung tâm, cũng dễ đi lắm, có 9 địa điểm thì có 5 euro thôi, là chừng hơn 5 đô rưỡi. Từ bến du thuyền mình đi vô thành phố khá tiện, mình đi tất cả là 20 phút vô tới trên cái train này. Du khách đi nhiều lắm nè, bây giờ du khách đổ vào tàu. Thành phố này, thành phố Dublin này các bạn, đẹp, vui, nhiều quán bar. Nếu mà mình có nhiều thời gian á các bạn,
thì mình cũng thích muốn ở lại đây qua đêm chắc vui hơn, và có thể vào những cái quán bar để mà mình thưởng thức những cái bia, những rượu whisky ở đây. Nhưng mà thực ra cái chiếc du thuyền mình á, và cho mình ít thời gian cho nên mình phải tranh thủ về sớm. Sự cái du thuyền của mình đậu ở ngoài ngoài biển, ở đây không có cái cảng, cho nên mình phải tranh thủ mình về tàu cái du thuyền của mình. Tại vì 4.000 du khách cộng thêm nhân viên nữa mà đã 5 ngày trên biển thì hầu như ai cũng sẽ xuống đây thành phố này chơi, và khi về thì sẽ rất là đông, mà mình phải đi chiếc tender đi vào chiếc du thuyền nữa, cho nên các bạn phải tranh thủ về sớm nha, chứ nếu không sẽ đông lắm. Rồi hẹn gặp các bạn trên cái post ngày mai. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, xin hãy like, subscribe and share cùng với bạn bè nhé. Bye bye.